Rồi chào các bạn à, hôm nay mình lại chùa chùa đi chùa Selen chặt mình chụp hình ông chặt nha, với thịt ngang mình mới không chụp ngang, anh ấy chụp nè, anh này nè, đây nè, anh ở cái tình chụp nè, tôi quay thôi, không phải chụp đâu, tôi quay rồi, tôi quay mấy người này thôi, à, tôi cái người nam kìa, ba, lỡ bạn nha. Mình biết nói gì nữa. Nay thì qua chùa làm gì? Nay mình lại làm con chim nha các bạn. Rồi, đổi dài nha các bạn. Chào các bạn. Hiện tại là anh em mình đang có mặt tại chùa Selen Chà ở xã Phước Hưng của huyện Trà Cú các bạn. Thì hôm nay anh em mình có chuyến đi là chụp hình cho khách du lịch các bạn. Là anh em mình là người tạo mẫu. Đó, tạo mẫu chằn khí các bạn. Hôm nay là thầy Nam làm gì? Thì sẽ là trượt nha các bạn. Trượt là gì? Thì là con chim á. Đó, hôm nay là thầy là thay thế Quang làm trượt các bạn. Còn mình là làm Hanuman. Đó, bên đây thì có là quay vào đây. Bên đây là có Phúc To với anh Ba các bạn. Còn phía bên đây là có anh Tính. Đây, anh Tính. Anh Tính sẽ quay Crong Riep. My name is Crong Riep. Mình là Hanuman. Còn đây là anh Giang. Anh Giang hôm nay là anh Giang làm gì? Anh Giang lỡ mình vui, mình vui. Hôm nay đây mình là qua là để làm mẫu các bạn. Kiểu mà tạo chỉ đứng tạo kiểu cho khách du lịch chụp thôi các bạn. Thì một xíu nữa là anh em mình sẽ hóa trang thành nhân vật. Đó, xong là anh em mình sẽ tiếp tục quay các bạn. Nói chung thì chánh điện chùa Selen Chà đang trong quá trình xây dựng các bạn. Đó, đang thi công sắp hoàn thiện các bạn, là khá là đẹp các bạn. Đây là một chánh điện kiến trúc Hoa Văn Campuchia nhưng mà mang phong cách theo kiểu Thái Lan nha các bạn. Và đây cũng là một chánh điện được xây dựng và thi công hoành tráng nhất tại Trà Vinh. Đó, giờ này mình sẽ ra phía bên đây. Hôm nay thì anh em mình qua ngay là ngày rằm các bạn, thì Phật tử thì đem cơm vô chùa thôi. Thì chùa Khmer là thường là ngày rằm là như vậy các bạn. Đó. Dạ, trưa nay đi ăn cơm ké. Ăn cơm ké à? Ăn ké giờ qua ăn cơm chưa? Chưa. Qua đây ăn cơm ké được nè. Ok. Thì đây mình dẫn các bạn hôm qua ăn thấy đây. Đây các bạn, những kiến trúc này là quá là đẹp các bạn. Kiểu Campuchia luôn. Nói chung là chánh điện này là hình như là ở Trà Vinh là có 102 là chánh điện như vậy luôn các bạn. Đó. Giờ theo chân mình để tham quan sơ một vòng chánh điện nha các bạn.
các bạn. Giờ này mình sẽ ghé uống nước nha các bạn. Giờ này nắng nóng quá các bạn ơi. Đi uống chút mía rồi. Các bạn coi nè, coi tôi chụp phần tôi xương tôi nè, coi nè. Thì gạt lớn. Cái tẩy xinh. Ô, không sao cái tình ổi. Gãy các bạn. Gãy mới mua cho. Thôi nè các bạn. Rồi tẩy xương vậy sao thấy chùa? Quay lại cho thấy chùa. Cái hỏa ta ăn sát. Cái hỏa đó. Cái hỏa ta ngủ ta. Rồi tẩy xương. Quay bay. Rồi hình đâu, hình đâu. Chú mặt nhá, nhá cái chú mặt cho biết. Cái bôi mặt cho nó xả. Không. Đó nè. Đẹp không các bạn? Đó nè. À hỏi hôm nay cái sai rồi, sai rồi. Rồi vô nước, Đây các bạn, thì anh em mình sẽ kiếm chỗ thay đồ các bạn. Thay trang phục để một xíu nữa anh em mình sẽ ra làm mẫu để cho khách du lịch họ chụp nha các bạn. Đó, phía sau mình đây là anh Ba, thầy Nam với anh Giang. Đây là anh Tính nha các bạn. Đây các bạn, anh em mình đã thay đồ xong các bạn. Đó. Hôm nay thầy muốn gì thầy? Thầy muốn khỉ nè các bạn. Khỉ có cánh hả? Đúng rồi. Còn Tính các bạn. Mình vô dây chặt. Đó, chặn rồng thiệp, còn mình là hát nam mạng nha các bạn. Mình là group nha các bạn. Đó, còn anh Giang đây. Đó, Giang làm gì anh Giang? Anh Ba. Anh Ba còn lộn xộn kìa. Thi này đúng. Con lộ xanh đấy. Một xíu nữa thì khách du lịch qua thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn cùng theo dõi nha các bạn. Trong đây nó hơi tối chứ thấy đen thui luôn. Khoan, xuống cái đi. Rồi chàng đứng xích vô. Chàng đứng xích vô. Rồi đúng rồi. Rồi hai lông anh lên. Rồi hai nhìn xuống nhau, khum xuống chút xíu hai lông anh ơi. Không, em ra quay hộ anh cái mặt nạ của áo đen. Rồi chàng quay mặt qua đây chút xíu. Rồi ok. Nhanh nhà động tác rất là đẹp. Rồi ok. Đây các bạn, thì anh em mình mới chụp xong nha các bạn. Đó, hơi mệt. Do hồi nãy là trong quá trình chụp thì nói chung là không được quay các bạn. Là do là họ chụp để lấy hình ảnh đi thi ở nước ngoài các bạn. Nên là cái anh em mình không thể nào quay. Đó, giờ anh em mình chụp xong mới dám móc máy ra quay các bạn. Mới đầu là mình tưởng là khách du lịch. Cái này là nhiếp ảnh gia các bạn. Người ta chụp hình để đem đi thi nước ngoài các bạn. Đó, hồi nãy là người ta hạn chế cho anh em mình quay các bạn. Thấy sao mà Tính? Quá mỏi các bạn ơi. Chụp còn nửa tiếng đồng hồ liên tục giờ hết trơn rồi. Một động tác là rất khó các bạn. Một động tác chụp xong một slot vậy rất là khó. Đem món em này nè. Bạt. Ôi, bạn đi. Xong rồi kìa đi. Ba chạm bạn. Ok các bạn. Thầy chạm đây. Bạn coi em muốn em chụp hình được thôi. Nè. Em muốn em chụp hình. Đi cho đâu cũng chụp hình. Thôi anh này không có gái, có gái là nữa. Con gái là bộ. Thầy chụp xong rồi thầy thấy như thế nào? Cảm giác của mình được camera chĩa vào rất là nhiều các bạn. Mình rất là vinh hạnh. Với đây nha các bạn.
với hồi nãy là mấy nhiếp ảnh gia các bạn, là tính là kêu cho anh Tính nè đó leo lên cổ anh Ba với thầy Nam các bạn. Hãy coi 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 thầy Nam ơi, cái tướng thầy Nam ơi. À, coi cái tướng anh Ba còn đỡ nha. À, tướng anh Tính mà leo lên à, gãy cổ luôn các bạn. À, còn chụp anh Giang thì kêu dơ chân à, lật chân lật đài đó. À, anh Giang thấy sao, lần đầu tiên là người ta kêu mẹ mạch chụp hình hả? À, lần đầu tiên hồi đó giờ là kêu múa không à? Hơi tỉnh à. Đây là lần đầu tiên thiệt à, này lần đầu tiên là thầy Nam chụp múa crượt luôn các bạn, quá dữ. Là hồi nãy là kêu chằng các bạn đó, lên cổ crượt dạ dạ. Đây các bạn, đây là mẫu nữ các bạn đó, người ta sẽ hạn chế quay nên anh em mình cũng không có quay nhiều các bạn. Giờ anh em mình là đi uống nước chập hai nha các bạn ơi, khá là mệt, ăn tiền đa khó lắm các bạn. Giờ anh em mình múa xong rồi nha các bạn, thay thế mấy nhiếp ảnh gia để chụp sắc hơn, sắc hơn có gì với thay nhiếp ảnh gia là làm sao ấy. À, bye bye các bạn luôn nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình, để clip sau anh em mình sẽ tung clip hay hơn các bạn. Giờ anh em mình bye bye, ngồi đi bye anh này, để anh em mình chụp hình. Bye bye, bye. Bye.